Lodi. Nuôi bữa nay mẹ bày cho nuôi trăm cái mộng ăn cơm. Nếu bây giờ đi nữa thì cũng có thể nói với tôi. Nè. Uống mà hốt còn không gái. Đồ uống mà hốt rồi. Đồ uống mà hốt tướng luôn sang quá. Bỏ đi con. Hết rồi. Nó lừa nè. Đó, giả bộ nè. Quan điểm như sao? Có người yêu là đeo gông vào cổ. Anh thực ra đúng, bởi vì cái điều mà đối với đàn ông lo ngại nhất là sự ghen tuông và quản lý hóa chặt chẽ ảnh hưởng đến công việc sự nghiệp. Thank you.